Ngày 17 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video tên lửa Iskander-M tấn công phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt M270 ở tỉnh Sumy của Ukraine do phương Tây cung cấp cho Kiev. Từ đoạn video của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, có thể thấy thiết bị bay không người lái đã phát hiện được vị trí của bệ phóng M270 gần làng Bedryk thuộc tỉnh Sumy, cách khu vực biên giới với tỉnh Kerch của Liên bang Nga khoảng 25 km. Sau đó, các lực lượng của Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander-M đánh trúng vị trí của M270, tạo ra một quả cầu lửa lớn, không chỉ phá hủy bệ phóng M270 mà còn tiêu diệt toàn bộ kíp điều khiển. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cho đăng tải một video toàn bộ quá trình phá hủy bệ phóng HIMARS ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bệ phóng này cũng bị thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga phát hiện và sau đó thì bị tên lửa đánh trúng khi đang tìm vị trí ẩn nấp, dẫn tới một vụ nổ lớn, khiến mục tiêu biến thành một quả cầu lửa. Hôm sau, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine lần đầu sử dụng đạn dược do phương Tây sản xuất để bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự tại tỉnh Kerch. Trong một phát biểu đưa ra ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đã thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga. Đặc biệt, theo bà Zakharova, lần đầu tiên tỉnh Kerch bị tấn công bằng tên lửa do phương Tây sản xuất, rất có thể là từ một hệ thống HIMARS của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đài RT ngày 18 tháng 8 cho biết vụ tấn công của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky thuộc tỉnh Kerch, khiến những nhân viên tình nguyện đang hỗ trợ người dân địa phương sơ tán thiệt mạng. HIMARS là hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao, chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 2005 sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất Lockheed Martin. Vào cuối tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao 4 hệ thống HIMARS đầu tiên cho Ukraine. Trong khi đó, M270 là tiền thân của HIMARS, cũng là hệ thống tên lửa phóng loạt, được phát triển vào giữa những năm 1970, có 12 ống phóng tên lửa đặt trên xe chiến đấu bánh xích Bradley. M270 đã được Mỹ, Anh và Đức cung cấp cho Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Cả hai hệ thống nêu trên, theo RT, đã được ca ngợi rộng rãi ở Ukraine như một loại vũ khí mạnh mẽ, do khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao. Nhưng nhiều hệ thống đã bị phía Liên bang Nga phá hủy. Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng và có vẻ đã nhắm vào ít nhất một cây cầu khác ở khu vực Kerch, phía tây nước Nga, khi họ tìm cách cắt đứt các tuyến đường cung cấp của Nga và củng cố vùng lãnh thổ Kiev vừa kiểm soát được sau hơn 10 ngày tấn công xuyên biên giới, New York Times đưa tin. Các nhà phân tích cho rằng việc phá hủy cây cầu nối qua sông Seim gần thị trấn Gluskovo, cách khu vực chiến sự ở Kerch khoảng 16 km về phía tây bắc, có thể cản trở nỗ lực phản ứng của Nga đối với cuộc tấn công của Ukraine bằng cách gây khó khăn cho các công tác tuyển quân và vật tư, dù còn các tuyến đường khác. Thiếu tướng Mykola Oletchuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh cây cầu bị phá hủy hôm 16 tháng 8. Video cho thấy một vụ nổ lớn xé cây cầu làm đôi. Tướng Oletchuk nói, các phi công Ukraine đang tiến hành những đòn tấn công chính xác nhằm vào các hầm trú ẩn của đối phương, tập trung thiết bị cũng như vào các trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp của đối phương. Theo New York Times, Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận cây cầu bị phá hủy và cho biết động thái này khiến công tác sơ tán dân thường bị gián đoạn. Các nhà phân tích nhận định, việc phá hủy cầu Gluskovo cho thấy mức độ cam kết của Ukraine đối với một cuộc chiến kéo dài ở phía Tây Nga. Họ cho rằng có thể Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch dài hạn để củng cố và mở rộng các vị trí của mình trong khu vực bằng cách nỗ lực làm gián đoạn các tuyến hậu cần của Moscow. Mặt trận mới, Ukraine thọc sâu hay đi dọc biên giới? Cuộc xâm nhập của Ukraine vào Nga bắt đầu từ đầu tuần trước với một cuộc đột kích bất ngờ qua biên giới mà nhiều người tin rằng sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi xuyên qua các phòng tuyến của Nga và chiếm giữ một số ngôi làng, Kiev đã đổ thêm lực lượng vào chiến dịch, biến nó thành một cuộc tấn công quy mô lớn và mở ra một mặt trận mới ở phía Tây Nga. Ngày 15 tháng 8, quân đội Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 80 khu định cư của Nga ở khu vực Kerch, bao gồm thị trấn 6.000 người rút ra. New York Times không thể xác minh được thông tin này một cách độc lập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục, các chuyên gia quân sự cho rằng những thách thức lớn hơn sẽ đến. Việc chiếm quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ trở nên khó khăn hơn khi Nga có lực lượng tăng viện và tuyến cung ứng của Ukraine phải chịu sức ép. Ngoài ra, nỗ lực giữ vững lãnh thổ đã chiếm được có thể phơi bày các vị trí cố định của Ukraine trước nguy cơ không kích từ phía Nga.
Thibaut Philippe, phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Pháp cho rằng Ukraine sẽ cần phải triển khai hệ thống phòng không cũng như pháo binh, tổ chức các tuyến hậu cần và thay thế binh sĩ ở mặt trận mới. Không dễ để mở một mặt trận mới và giữ vững nó, Philippe nói. Cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Kursk đã chậm lại trong những ngày gần đây, theo các bản đồ nguồn mở của chiến trường dựa trên video giao tranh và hình ảnh vệ tinh. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói hôm 16 tháng 8 rằng Ukraine tiếp tục đạt được một số tiến bộ nhỏ và lực lượng của họ hiện đang ở Boki, một ngôi làng cách Sutsa khoảng 12 km về phía đông nam. Trong khi đó, Nga được cho là đang điều động viện binh chủ yếu từ bên trong Nga để không làm suy yếu các đơn vị của họ trên chiến trường Ukraine. Tướng Christopher Zicavoli, chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, nói trong sự kiện tại Hội đồng quan hệ đối ngoại CSR ở New York hôm 15 tháng 8. Nga vẫn đang tổ chức phản ứng của mình. Ông Cavoli mô tả phản ứng của Nga là khá chậm và rải rác khi giới chức nước này còn phải sắp xếp xem lực lượng quân sự và an ninh nào nên dẫn đầu. Ông Philippe cho rằng phản ứng không liền mạch của Nga đã tạo điều kiện cho Ukraine củng cố và mở rộng các vị trí của mình. Theo các nhà phân tích, có thể một mục tiêu khác của Ukraine khi phá hủy cây cầu là nhằm giúp lực lượng Ukraine dễ dàng tiến vào vùng lãnh thổ lân cận. Trong những ngày gần đây, binh sĩ Ukraine đã tiến lên cả phía Bắc và phía Nam với mục tiêu rõ ràng là mở rộng quyền kiểm soát không phải sâu hơn vào lãnh thổ Nga mà là dọc theo biên giới Ukraine. Các nhà phân tích nhận định khu vực biên giới Nga không được củng cố vững chắc và phòng thủ thưa thớt, trong khi tiến sâu vào Nga đồng nghĩa với việc phải đi qua nhiều trung tâm đô thị, có thể khó chiếm đóng và gặp phải các tuyến hào hố mới mà Moscow đã bắt đầu đào cách biên giới Ukraine gần 50 km. Emin Kastehenmi, nhà phân tích quân sự của Blackbird Group, chuyên phân tích video từ chiến trường cho rằng nhắm vào thị trấn Glutkovo có thể là bước tiếp theo hợp lý nếu Ukraine muốn tiếp tục cuộc tấn công theo hướng mới và giành thêm vùng kiểm soát lãnh thổ một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, liệu Nga có để điều đó xảy ra hay không thì còn phải chờ xem. Hiện quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới, đó là sử dụng xe gắn máy lao về phía tiền tuyến của Ukraine, nằm cách hàng trăm km về phía đông. Đây là một trong những chiến thuật mà Nga đang sử dụng để tận dụng lợi thế về quân số đông đảo hơn so với Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong tuần này, bất chấp việc Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực giữ chân đối phương. Chiến dịch tấn công Kursk đã khiến Nga bất ngờ và giúp Ukraine lần đầu tiên giành thế chủ động chiến thuật tại một khu vực cụ thể trong gần một năm qua. Tuy vậy, Kiev đã phải điều động lực lượng và vũ khí từ khu vực tiền tuyến để thực hiện một canh bạc nhiều rủi ro, có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết, chúng tôi không có đủ người để thực hiện các công việc của mình. Tuần trước, đơn vị này đã phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga ở rìa thị trấn Krasnohorivka. Các lực lượng Nga đã giành được lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chóng kể từ mùa hè năm nay và hiện đang tiến về trung tâm hậu cần Poprovsk. Đối với Ukraine, nếu để mất Poprovsk thì điều này sẽ cắt đứt huyết mạch quan trọng nhằm tiếp tế cho quân đội chiến đấu ở phía đông bắc, trong đó có cả thành phố Chasovia, vốn giữ vai trò then chốt để kiểm soát khu vực. Ngày 15 tháng 8, các quan chức ở Poprovsk bắt đầu kêu gọi dân thường sơ tán. Giới chức Mỹ ngày 13 tháng 8 cho biết Nga đang bắt đầu rút quân khỏi Ukraine để đáp trả vụ xâm nhập Kursk, nhưng họ không đưa ra con số cụ thể hoặc nêu rõ việc rút quân xảy ra ở từ khu vực nào. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tái triển khai quân từ mặt trận phía đông tới Kursk, khiến các đơn vị ở đây phải chịu áp lực lớn hơn. Các chỉ huy Ukraine tại mặt trận phía đông cho biết tình hình ngày càng căng thẳng hơn trong suốt mùa hè và không có dấu hiệu nào cho thấy Nga nới lỏng vòng vây kể từ khi Kiev tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk. Dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự mới vào tháng 4, Ukraine vẫn thiếu đạn pháo. Trong khi đó, Nga vẫn giữ lợi thế trước Ukraine với tỷ lệ 11 về hỏa lực pháo binh ở một số khu vực. Ngoài ra, các lực lượng của Moscow cũng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu điện tử. Nhưng theo các quan chức Ukraine, vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nhân lực. Một thiếu tá của Ukraine đóng quân tại khu vực Chasovia trong 2 tháng qua cho biết, đối với các vị trí cần đến 5 hoặc 6 người canh giữ thì chúng tôi chỉ có 2 đến 3 người.
tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng đến mức chúng tôi phải điều các đầu bếp, thợ máy và những nhân viên hậu phương khác tới chiến hào. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi đối phương tìm ra điểm yếu. Chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine có biệt danh là Kucher nói rằng khi được triển khai tới khu vực Krasnohorivka, đơn vị của Anh có quân số gần bằng quân Nga tại đây, nhưng hiện tại Nga đang có lợi thế về nhân lực với tỷ lệ 5-1. Chỉ có khoảng 20% số người thương vong tại tiểu đoàn này được thay thế bằng các tân binh và những người được điều động đến chiến trường ngày càng có độ tuổi cao hơn. Ước tính độ tuổi trung bình của lính bộ binh đã lên tới trên 40. Theo Kucher, nhiều binh sĩ trên chiến hào đang kiệt sức vì không có người mới để thay thế. Tận dụng ưu thế về quân số, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng xe gắn máy trên khắp mặt trận phía đông trong mùa hè này. Chiến thuật này giúp Nga xác định được vị trí của lực lượng Ukraine và đảm bảo củng cố dần các vị trí chiếm được. Phantom, 28 tuổi, chỉ huy khẩu đội súng cối của tiểu đoàn 21 cho biết, mục tiêu của họ là xem các vị trí của chúng tôi ở đâu, sau đó tấn công bằng pháo binh, súng cối hoặc máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tìm cách bắn hạ tất cả các binh sĩ Nga sử dụng xe gắn máy. Ngoài tình trạng thiếu nhân lực, các đơn vị của Ukraine trên mặt trận phía đông cũng than phiền về tình trạng thiếu đạn dược. Sifonesko, chỉ huy 46 tuổi của đơn vị trinh sát pháo binh làm việc gần Poprov, cho biết: "Chúng tôi được lệnh chỉ bắn vào các mục tiêu cố định. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đợi cho đến khi một chiếc xe tăng dừng lại hẳn, sau đó mới tấn công." Giống như các lữ đoàn khác, Sifonesko cho biết đơn vị của ông đang dựa vào máy bay không người lái mang chất nổ để bù đắp cho sự thiếu hụt pháo binh. Tuy nhiên, máy bay không người lái ngày càng kém hiệu quả vì Nga đã tăng cường sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử, khiến liên lạc giữa máy bay không người lái và người vận hành bị cắt đứt. Hiện tại chỉ có khoảng một nửa số máy bay không người lái tiếp cận được mục tiêu. Chỉ huy Sifonesko bày tỏ lo ngại, Nga có nhiều nguồn lực hơn chúng tôi, nhiều quân hơn, nhiều khẩu pháo và đạn dược hơn. Cuối cùng, họ sẽ khiến chúng tôi phải rút lui. Broply, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine là hậu quả của cuộc tấn công thất bại vào mùa hè năm 2023, khiến Kiev chịu tổn thất lớn. Theo nhà phân tích này, tình hình đối với Ukraine có thể được cải thiện vào năm 2025 khi những người mới nhập ngũ được huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu. Bên cạnh đó, Kiev có thể hưởng lợi từ việc phương Tây tăng cường sản xuất đạn pháo vào cuối năm nay. Ông Ropli lưu ý, vấn đề cơ bản là Ukraine không có đủ nguồn dự trữ. Họ không có đủ đơn vị để tăng cường ở khắp mọi nơi. Khi tiến hành chiến dịch xâm nhập biên giới Nga, Ukraine đã phải điều động binh sĩ từ Donetsk đến khu vực Kursk. Một số binh sĩ Ukraine cho rằng việc đưa quân xâm nhập lãnh thổ Nga có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Thủy quân lục chiến của Lữ đoàn 810, lực lượng vũ trang Nga, đã phá hủy một đoàn xe quân sự của Ukraine với vũ khí và trang thiết bị của NATO ở khu vực Kursk. Ở vùng Kursk, một đoàn cơ giới của Lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị xe bọc thép từ các nước NATO đã bị phía Nga phá hủy hoàn toàn. Một sĩ quan của đơn vị thủy quân lục chiến Lữ đoàn 810 Nga cho biết, video về đoàn xe Ukraine bị phá hủy đã được chuyển giao cho RIA Novosti. Chỉ huy đơn vị nói với RIA Novosti, kết quả của một trận chiến ngắn ngủi, thủy quân lục chiến của Lữ đoàn 810 đã tiêu diệt hoàn toàn một nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển trong một đoàn xe ở vùng Kursk, trong đó có xe bọc thép từ các nước NATO, gồm cả hai xe bọc thép HMMWV của Mỹ, Hammer, một số xe bọc thép Rosel C-NATO của Canada và một xe bọc thép hạng nặng Kogger do Mỹ sản xuất. Một xe chiến đấu Kogger, một xe bọc thép chở quân Stryker 2 và hai xe Rosen Senato đã được trao tặng cho thủy quân lục chiến như những chiến tích. Trong trận chiến, khoảng 20 tay súng Ukraine cũng thiệt mạng, người đối thoại của hãng thông tấn này cho biết thêm. Theo quan chức này, ngoài thiết bị quân sự, các chiến binh còn thu giữ các tài liệu của quân đội Ukraine, hộ chiếu, thẻ căn cước quân đội, chứng chỉ huấn luyện, v.v. Trong tay họ còn có vũ khí cá nhân do các nước NATO sản xuất, đạn dược, áo giáp và mặt nạ phòng độc, thiết bị liên lạc và tác chiến điện tử. Các nhà quan sát chỉ ra khi bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.
Những tổn thất này đặc biệt đáng kể vì Ukraine đã cử các đơn vị quân đội hùng mạnh nhất của mình tham gia cuộc tấn công, bao gồm các xe tăng Challenger 2, T-80 và Leopard khan hiếm. Tạp chí này cũng cảnh báo rằng tổn thất của Ukraine trong chiến dịch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đưa tin trong cuộc giao tranh, các đơn vị Nga đã đẩy lùi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xâm chiếm lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, tiêu diệt tới 2.860 quân nhân, 41 xe tăng, 40 xe bọc thép, 23 bộ binh, xe chiến đấu, 213 xe chiến đấu bọc thép và 22 khẩu pháo. Trong khi đó, bình luận trên kênh YouTube riêng, nhà phân tích người Anh Alexander Mekuris cho biết rằng Bộ Chỉ huy Ukraine buộc phải rút một số binh sĩ từ các hướng khác và gửi họ đến Kursk do tổn thất lớn trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine. Chuyên gia lưu ý, người Ukraine phải tăng cường quân đội ở khu vực Kursk và nhận lực lượng dự bị từ các hướng khác. Lực lượng vũ trang Ukraine tham chiến và kết thúc ở một hố đen gần Kursk vì tổn thất của họ là rất lớn. Theo Mekuris, giới lãnh đạo Kiev thực sự bị ám ảnh bởi ý tưởng hoạt động quân sự ở khu vực này của mặt trận. Trong khi Tổng thống Zelensky và nhóm của ông không chú ý đến thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu thất bại nặng nề ở Donbass và đang mất kiểm soát. Tờ Business Insider ngày 15 tháng 8 đưa tin các trang web việc làm tại Nga đang quảng cáo các vị trí đào chiến hào ở tỉnh Kursk khi Điện Kremlin vội vã tìm cách tăng cường phòng thủ. Theo các quảng cáo việc làm của Nga được BBC đưa tin đầu tiên, các bài đăng này tuyển dụng lao động phổ thông có thể đào công sự ở khu vực biên giới Kursk. Các vị trí công việc này được trả lương từ 150.000 tới 371.000 rúp, khoảng 42 triệu tới 104 triệu Việt Nam đồng một tháng. Động thái này diễn ra sau khi Ukraine phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới táo bạo vào tỉnh Kursk của Nga vào tuần trước, khiến quân đội Nga bất ngờ. Ukraine tuyên bố họ hiện đã kiểm soát 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo Business Insider, các chuyên gia nhận định phản ứng của Nga trước cuộc đột kích của Ukraine đã bị cản trở bởi hệ thống mệnh lệnh chỉ huy hỗn loạn và binh sĩ thiếu kinh nghiệm. Nhưng Nga đang triển khai thêm quân đến khu vực này và xây dựng các công sự để ngăn chặn lực lượng Ukraine tiến xa hơn nữa. Điện Kremlin đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sơ tán 132.000 người khỏi Kursk và tỉnh Belgorod lân cận. Tổ chức tư vấn Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ hôm 14 tháng 8 cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang đào các công sự, bao gồm cả chiến hào và công trình phòng thủ chống xe quân sự, cách các vị trí tiên phong của lực lượng Ukraine tại Kursk khoảng 16 km. Báo cáo của ISVK cho biết, các lực lượng Nga dường như được đặc biệt lo ngại về các xa lộ chính và có khả năng đang cố gắng bảo vệ các tuyến đường liên lạc quan trọng trên bộ GLOC để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Theo đài Svoboda Ukraine, các công trình phòng thủ của Nga đang được xây dựng dọc theo đường cao tốc Lgov-Sutsa, cách thị trấn Sutsa thuộc tỉnh Kursk 1,5 km. Theo hình ảnh vệ tinh, chiến hào gần Ukraine nhất đang được xây dựng gần làng Viktorovka, cách biên giới hai nước 45 km. Điểm xa nhất là giao lộ của đường cao tốc Selikovy-Dorovy-Ivanino và Diakonovo-Sutsa gần Kursk, cách biên giới 75 km. Theo BBC, Nga cũng đang xây dựng tuyến phòng thủ trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk. Chiến hào gần nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân 8 km. Các nhà phân tích dự đoán cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk có thể là nhằm mục đích chuyển hướng quân đội Nga khỏi Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi diễn ra giao tranh dữ dội, hoặc Ukraine cũng có thể dùng lãnh thổ Nga mà họ kiểm soát được như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga. Business Insider đưa tin, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga được truyền hình trực tiếp vào ngày 13 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này phải đánh đuổi những kẻ xâm lược. Theo báo Pravda của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù binh trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 6 tháng 8. Trong thông điệp đăng tải trên Facebook ngày 16 tháng 8, lực lượng Ukraine viết: khi tiến đến trạm kiểm soát biên giới Sutsa, các nhóm tấn công của lữ đoàn 80 đã nhận được sự yểm trợ của pháo binh và xe bọc thép hạng nặng. Đối mặt với hỏa lực dữ dội từ pháo binh Ukraine và nhìn thấy xe tăng Ukraine ở trạm kiểm soát, quân Nga đã đưa ra quyết định đúng đắn. Họ giương cờ trắng đầu hàng lính Ukraine và cùng những binh sĩ bị thương
tiến về biên giới Ukraine. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, đã công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự, cho biết đã có tổng cộng 144 cuộc giao tranh xảy ra ở các khu vực tiền tuyến nước này trong 24 giờ qua. Theo nhà chức trách, quân Nga đang tiến công dữ dội nhất ở cả ba mặt trận Pokrov, Torez và Kurakhov, đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine thống kê chỉ trong 24 giờ qua, ở mặt trận Pokrov, họ đã đẩy lùi 41 vụ tấn công của Nga gần các khu định cư Pantelimonivka, Vodvizhenka, Sukhabanka, Kalinove, Zelenepole, Novotoreske, Mykolaivka, Novohorivka, Novochelane, Skopne và Ptiche. Ở các vùng biên giới Chernihiv và Sumy, đối phương vẫn duy trì sự hiện diện quân sự, tiến hành các vụ tập kích bằng súng cối và pháo binh vào các khu định cư của chúng ta từ lãnh thổ Nga, trích báo cáo Bộ Tổng tham mưu AFU. Trong một thông điệp mới đăng tải trên kênh Telegram, Serhii Dobryak, quan chức phụ trách quân sự của Pokrov cho hay, các lực lượng Moscow đã áp sát khu vực và hiện chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Ông Dobryak kêu gọi người dân sống ở thành phố trực thuộc tỉnh Donetsk này, đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người già, nên sơ tán khẩn cấp.